Vâng, good morning. Hi. Good morning. Good morning, đi. Good morning, đi. Good morning. Oh, I can't see you. I can't see you. Can you see me? No. No. Ah, yes. Oh, there we go. Hi, mom. Cô vẫn nói được mà. Thôi, cô phải nhìn lên mặt chứ. Hi, mom. Good morning. Well, good morning đi. Good morning. Để to lên. Rồi, để to lên rõ ràng. How are you, Bong? Cô hỏi how are you, Bong? Bong có khỏe không? Ăn gì? Nói đi. Nói đi, ăn gút đi. Nói. Mua làm gì cả, nói đi. I'm good, nói đi. Did you eat your breakfast already? Câu hỏi kia bố mình tập trung nào. Did you eat your breakfast? Em ăn sáng chưa? Yes hay no? Yes, I know. Yes, I had hello. Trả lời một hai cái có không? Hả? Yes. Okay. Yes. Okay, that's nice to hear, Pong. Okay, so Pong, before we start, please get a pencil and a paper. We are going to write. Okay, Trang đưa cho cô cái miếng để giấy nha, giấy miếng bút. Ok. Giấy trắng miếng bút để em viết. Lấy paper here, pen here. Nào. Ông sao Bông bị ấn gì đây vậy này? Đừng có giao phải cả cô ấy. Giấy. Bông thể viết ở trên này được mà nhỉ? Ừ đúng rồi. Viết được không? À, được. Đấy, sao thì giới thiệu cho. Được ấy nào. Okay, get ready. Okay, so let's write, let's review this letter. Quá đâu? Quá đâu? Đấy nè, rồi rồi. Đấy, cũng biết một cái bên gì. Đây, viết viết tay, viết tay này, viết tay này. Viết letter C. Viết letter C đi. Can you write it? Very good, Bong. Now, what about, what about this word? What about these words? It's C. C. C bé thì to. Hả? C O. Có biết nhiều ấy. E chữ O. Em chưa biết đâu. C O U. Muốn biết theo cô đi. Em biết đây, biết cạnh này, biết cạnh. Ừ, biết cạnh trên này. Ừ, biết giữa này, biết dưới này, biết đi. Đấy. Thôi sáng đi thì biết tiếp chữ O. Cô sáng một tay này, lại viết tiếp đi, viết tiếp theo cô, viết theo cô. Viết theo cô. Đấy, viết ấn đây. Pen đúng rồi, đấy, viết đi, viết đi. Đầu tiên viết chữ cờ. Ừ, viết chữ cờ. À, viết chữ O à? Chữ O. Con viết ngược rồi. Chữ U. U. U, U, đấy, U, U, U đấy. And then topple you. Hold on. This one. Topple you. Okay, very good. Wow. What is this ball? What is it, Bong? Cô hỏi cái này là cái chữ gì? Là con gì? Con gì?
đọc chữ đọc gì con bò đọc gì con bò đọc là cow. Okay, very good. Okay, cô giải thử bạn đi. Okay, về đi cô xá đi, cô xá đi. Để cô xá đi. What about this one? Okay. Tại sao cô xá cái cổ bông? Tại sao bút cổ bông lại không nhớ nổi? Cái gì kệ. Từ đọc cái gì? Từ đấy đọc nào. Đọc đi đúng rồi đấy. Đọc đi. Đọc là cao. Cup. Okay, cup. Can you write it? Write it, viết it. Can you write it, viết. Viết theo cô. Đây là cup là cái cốc luôn. Nhớ chưa? Very good. Wow. Good job. Okay, now let's write this word. Em sáng rồi bao ngoài. Cắp là cái bút này. À, lấy cốc nhờ. Hay không? Nhìn 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 cô này. Tí nữa học đi là ba vào học xong vẽ và sang cái giấy này. Candy cái kẹo. Candy. Candy cái kẹo mong nhớ. Hả? Mong viết xuống dưới này cho cô nha. Đọc đi. Đọc đi. Dạ, của bông có xóa được của cô. Không. Ông đọc, ông đọc nào. Candy. Okay. Candy. Yes, very good. That is a candy. Can you write it? Cô bảo đi, can you write it? Yes. Chữ A nó ngắn ngắn thôi. A nó ngắn ngắn thôi, A nó chỉ đến đây thôi. Viết lại chữ A nó ngắn đấy mà. Viết đi, viết tiếp đi. Đầu to còn dưới ngắn à. Ừ, tức là khi nó ngắn thì nó chỉ đến đấy thôi. Thế thôi, thôi rồi, thôi tôi đứng lên dài. Can, chữ L, can đi. Chữ gì nữa? Đây đây, nhìn chữ của cô này. Viết gần vào nhau tí. Vào đây, ok, xa với xa thế. Ôi giời, viết nào viết này nhưng mà. Em bỏ ra xem một đi xem nào đài của Trang đi. Em ngoài mà. Đây Trang nhìn viết này mà. Này mà. Không nha, em không biết, không biết được thế đâu. Trang ra việc của Trang à? Trang ra kia đi. Mẹ dạy em chứ Trang dạy à? Là tiếp đi, viết chữ đi đi. Rồi. Chữ đi. Đây Candy, Trang làm việc của Trang đi. Không phải việc của Trang, Trang cứ đi. Viết đi bông, đi. Ừ chữ giòm, chữ y, tập trung vào. Thiếu chữ giò. Chữ giò vào giữa đi. Chữ giò đây viết ở giữa nè. Ừ. Ừ, viết bé cũng được. Okay, letter G is like this box. You will going to draw a small. Yes, very nice. A small letter D. Okay. Again, Bong, what is this? What is this? Từ đọc gì? Candy. Very good, candy. Okay, what about this one? Mình sẽ viết ở trong cái iPad. Ok. Tôi đọc một gì? Cây. Cây. Okay, đấy, rồi viết này, được chưa? Viết tiếp cho mẹ đi, viết xuống dưới. Đấy, chữ E.
good. Great job, Bong. Good job, Bong. Là Bong giỏi. What about? Yes. Giỏi, giỏi. This one is quite long. Cái gì cô viết nét gì nữa chưa? Nhưng mà cô viết bằng chuột nó dễ hơn. Cô viết bằng cái này đấy. Từ này đọc là gì? Bằng sai á. Ừ, ông nhìn từ này đọc là gì? Bông biết từ này không? Bằng cái chữ. Bông biết từ này đọc là gì không? Không. À, không biết chữ à? Ừ. Không biết chữ đâu. Chữ C, chữ O, chữ M, chữ F, chữ U, chữ T, chữ E. Từ đọc là gì không biết không? Computer. Computer. Okay, yes. Can you write that? That is quite long. Không biết nào. Biết một tay phải. Right hand. Okay. Up left hand. Và cái chữ 6 rồi đi. Like the using left hand. Oh, he is left. She is left-handed. Oh. Yes. Ah. See, her habits is left hand. Cầm tay trái. Làm biết tay phải rồi. Computer. M. Chữ M. À, sao quá đẹp. Không bị tải viết nốt đi, viết nốt không dưới là sao? Đấy. Computer. Ừ, pew. Là P là chữ P. Pew. U. U. U cái kiểu gì? Okay. Tờ đi. Con kiểu chị R đấy. Okay. Hey. Okay. Very nice. Okay. Very good, Bon. Wow, you can write long words. Okay, let's try another one. Okay, last one. Okay, this word. Come, ừ, rồi, kéo nó dài vừa thôi. Ha. Ừ. Kéo dài vừa thôi. Đấy. Đây cả nhá. Cô chỉnh lại cho bao nè. Không phải cô chỉnh lại mình xóa đi cái này. Với chữ A thì này thôi, nhưng mà nhìn lên nhìn chữ A này nhá, nhìn chữ A thì này nhìn này. Đấy. Nhìn này. Không biết màu váy đi. Đấy, thế thôi, chỉ ngắn đi thôi. Không được dài quá. Viết tiếp đi. Chữ M. Ai cũng biết chữ M rồi đấy. Cái bên ngược kia. Cái ngược, cái tên ngược. Viết ngược này, viết này. Nhìn này. 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 Đấy, viết lại. Đấy, viết lại. Đấy, viết chữ M lại. Cô đi đâu ấy? Kệ cô nào, cái này viết, viết này xuống, nhìn để viết không nhỉ, viết này. Này. Xuống, viết xuống đi, nét xuống. Kéo xuống. Đó. Xong lại kéo lên này, nhìn này. Kéo lên như này. Đấy.
Rồi, chữ E đi. Rồi, chữ R viết này. Đấy, viết lên, mẹ viết lên đi, kéo thẳng xuống. Kéo thẳng xuống. Đấy, xong cái này. A nữa. Con viết Y nhé. Ừ, in, in. Okay. A great job, Bong. Ôi dạy Bong. Okay. Very nice. Hold on, let me share my screen with you again. Okay, there we go. Now let's continue our lesson over here. Bong, do you still remember this? This one? Cage. Cage. Lồng chim. Mẹ cage. Con vẽ vào đây được không? Không. Không á. Máy tính đọc là gì? What is this for? Không biết. Máy tính đọc là gì? Không gì? Computer. Okay, very nice. This is computer. What about this one? Computer. This one. Hold on, Bong. Let me check your internet connection. Hello, can you hear me? Yes. Hello? Hello? Oh, can you hear me, Bong? Yes, you can hear me. Đúng rồi. Cô có thể nhìn thấy được. Yes, okay. I can hear. I can hear you. Hold on. I can't hear you clearly. Không thể nghe rõ à? Meow meow. Okay, hello. There we go. Okay, there we go. Okay. Yes. Again, Bong, what is this? Câu hỏi từ này là gì? Mở bên báo đấy, là từ gì? Đồng hồ đọc cái gì? Hả? À, đọc đi không? Hả? À, là từ gì? Clock. 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 Đọc lại. Clock. Do you have a clock? Cô gái hỏi là do you have a clock? Bông có đồng hồ này không? Yes. Bông có không? Đồng hồ này có dùng được vô đầu. Vẫn dùng được với lắp pin dùng ngay. Sao dùng tiếp hỏi bông có không? Yeah. Nói tôi. Okay. What about this one, Bong? Castle. Castle. What about cucumber? This one. Cucumber. Okay, cucumber. And this is camp.
Computer. Computer. Okay, camp. Very nice. Okay, now let's go over with the last part of letter C. Okay, so let's watch this one. Do you have a pet? Yes, I have a dog. I have a pet. He is a dog. And he says woof, 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 woof. Woof, woof. I have a cat. I have a pet. She is a cat. And she says meow, 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 meow. Meow, meow. I have a mouse. I have a pet. He is a mouse. And he says squeak, 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 squeak. Squeak, squeak. Woof, woof. Meow, meow. Squeak, squeak. I have a bird. I have a pet. He is a bird. And he says tweet, 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 tweet. Tweet, tweet. I have a fish. I have a pet. She is a fish. And she says glup, 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 glup. Glup, glup. I have a lion. A lion? I have a pet. He is a lion. And he says roar, 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 roar. Roar, roar. Tweet, tweet. Glup, glup. Roar. Okay. Bong, can you tell me what does the dog says? The dog says. It's open. Can you tell me what does it says? The dog. What? Do you have a pet? Yes, I have a dog. I have a pet. He is a dog. And he says woof, 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 woof. Okay, what is that? Woof? That's the con Z. Woof, woof, woof. No. A dog. What does the dog says? Woof, 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 woof. Woof, woof. Woof, 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 woof. Woof. Woof, woof, woof. Okay. What about the cat, Bong? Do you know what does the cat says? Bong biết con cat nó kêu nào không? Meow, meow, meow. Bong nói đi. Meow, meow, meow. Meow, 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 meow. Oh, what about the bird? Con chim. Chim kêu kêu gì nhỉ? Bắt chim kêu nào? Tweet, 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 tweet. Chim hót, chim hót. Meow, 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 meow. Meow, meow. Oh, the bird says tweet, 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 tweet. Sarah. Oh, Sarah says oink, 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 oink. Okay. Nói nào đây? Chicken. Chicken. Uh-huh.
Again, Bong, do you remember what is this? Bong có nhớ cái này là cái gì không? Cảm ơn. Là cái gì? Cái lồng chim nào cái gì? Cái lồng chim nào là gì? Lồng chim nào là cage. 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 Okay. What about this one, Bong? Đây là đọc cái gì? Máy tính đọc gì? Máy tính đọc nam. Máy tính đọc gì? Máy tính nam. Com gì? Computer. Computer. Có. Bong đọc đi. Con gì? Computer. Okay, very nice. And this is? Đồng hồ là gì? Đồng hồ là gì Bông? Clock. Okay, very good. Clock. Bông chỉ có học vào. Uh-huh. Do you have any? Do? Do you have any? Okay, very good. Do you have any? Bông đọc theo cô nào. Do you have any? We are any. Là bạn có cái gì không? Do you have any clock? Bạn có đồng hồ không? Trang ra kia học bài lên. Trang mang cái bát cơ xuống đi đó. Lên. Bát cơ xuống lên đây. Không phải nhà mà. Cái gì? Ồ rồi, thì mình dạy nó cơ xuống lên. Do you have any? What is this bong? Này, cái này đọc cái gì Bông? Lâu đài đọc cái gì? Lâu đài là gì Bông nhỉ? Hả? Đọc là gì? Là biết chữ gì mà biết chữ là Castle. Castle. Okay, very good. Very good. Do you have any castle? Bông đọc đi. Do you have any castle? Bông đọc theo cô. Do you have? Bạn có lâu đài không? Bạn có cái lâu đài nào không? Do you have any castle? Okay. No. Okay. Now. Okay. What about this one, Bong? What is this? What is it từ đầu gì? What is it từ đầu làm gì? Ừ, từ đầu cái gì? Từ sửa là gì? Sửa chuột làm. Là gì? Là gì? Sửa đầu cái gì? Sửa chuột á. Ừ. Sửa chuột á. Cucumber. 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 Bông không chơi đồ chơi nữa, giờ bông học đi. Okay. Do you have any cucumber? À, theo cô. Do you have any cucumber? À, theo cô nào. Do you have any cucumber? Bạn có dưa chuột không? Yeah. Okay, very nice. Okay, what about this picture, Bong? Do you still remember what is this? Bông có nhớ từ này được gì không? Lèo, chút lèo là chạy đây. Chạy là cái gì? Là gì? This is... Camp. Camp. Okay, camp. Okay, camp. Do you have any camp? Bạn có cái lèo được không? No. Do you have... Oh, please repeat. Do you have any camp?
Do you have any cam? Ông nói theo cô nè. Do you have any cam? À, có cái thuốc leo nữa không? Yeah. Okay, very nice. Bob. Now let me give you 10 stars. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, very good! Okay, very good. Okay, now Bong, let's have another letter. Another letter. Okay. Yeah, học xong chưa? Chưa còn nói sao? Cô chỉ có học cái phương thư mới cả. Hãy nghe nó nói tiếng Anh rồi đấy. Cô chỉ có học cái buổi nghe cô nói. Kể từ nghe cô mới biết được cái gì đến đâu sao nó nói được. Okay, now let's see what's in the picture. What? What? Con gì? Can you guess what is it? No. Oh, very good! Quack, 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 quack. Ông ngồi thẳng lên chỗ nào, thằng bạn Linh học giỏi lắm. What is this dog? What is this bong? Nè. Bông nhất. Nè, what is it? Đọc lại cái từ con chó là gì? Đồ. Oh, it's đồ. Me. Okay. This is bông đọc this is dog. Đọc cả câu. Dog. This is dog. Dog. Okay, very good. A dog. What about a dog? Okay. What about the next one? Bear. Đồng gì Don't. Don't. A doll. Don't. Don't. A doll. Okay. A doll. Doll. One more time. A doll. A doll. A doll. Okay. Do you have a doll? Yes. Yeah. Okay. You have a doll? Do you have a doll? Em muốn bê không? Yes. Yeah. Wow. How many dolls do you have? Ồ, bạn có mấy con búp bê? Ừ. Mấy? 11. 11 là gì không nhỉ? 10 là gì? 11. Wow! You have so many dolls! Oh! It's very... Oh, very it's beautiful! Beautiful. My wow. Doll. Oh, wow. What is the name of your doll? Câu hỏi tên của búp bê là gì? What is the name? Cái gì á? Meow meow meow. Meow meow. Meow meow. Okay. Oh, your doll is very beautiful. Thank you. Cho ra bảo là can I borrow your doll? Em tôi có thể mượn búp bê của bạn được không? Okay. Okay. What about the next feature Bong? This one. Cái bàn là gì Bong? Đắc. Cái bàn là table. Hãy cô đi. Table. Hoặc là đắc. A desk. Thấy ơ. Ừ. Đấy, a desk. A desk.
mà con học thầy giáo nó là table. Table là cái bàn này, một cái bàn nó có ngăn kéo này này, có từ này gọi là desk. Yeah. A desk. Yeah. Mọi người hiểu chưa? Bàn bình thường lên bên nhà. Okay, Bong, again, what is this? Mẹ, như cái bàn của em Bông hả? Ừ, Bông xí nhỉ? Mẹ, xí. Bông nói lại, what is it? Cô hỏi, what is it kìa? What is it? Ừ, cái này lần đọc gì đọc lại nào? Oh, desk. Okay, a desk. Very good. Another 10 stars for you. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Very good. Meow. Yeah. Okay. What about this one? Con vịt đọc gì không? Nói to lên. Đọc con là con vịt, nó là tiếng Anh đọc gì? Hả không? Hả? Tiếng Anh là gì nhỉ? Duck. Duck. Okay. A duck. Very good. A duck. A duck. A duck. Okay. A duck. Okay. Uh-huh, one more time, Bong. What is this? A duck. Okay, a duck. Very good. What about? What's about? Cái cửa gì không biết không? Gần giống con chó. Cái đường, cái cửa đọc gì không biết không? Ducky. Ducky. Cái cửa mà. A door. 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 A door. A door. Okay, what is this bomb? It's E. Cũng đọc đi. It's E. Ở gì? E. E. Bomb. Door. Door. Okay, a door. Very good. Another 10 stars for you. Good job. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Very good. Okay. So, what letter is this? Where did it go? D. What letter is it? Từ này đọc gì? Bông? Đọc gì bông? Bông. Đâu có từ này cơ mà. E. This is letter. E. D. Okay. E. Okay, letter D. Nào bắt đầu hát. Oh, let's now sing. Let's sing. Let's learn about the letter D. This is a capital D. This is a lowercase d. You know how the D looks now. Let's make the letter D sound. Very nice.
Now let's try to write letter D. Nào bắt đầu viết nào, tập viết thử nào. Viết đây. Không viết tay phải, không viết tay trái đâu. Letter D. This is the capital. The capital D, the big letter D. Đấy, nhớ viết đi chưa? Để tôi cái đây. Để không biết đi giống cô đi nào. Biết đi. Nhưng mà biết tay phải. Nhưng mà mẹ đừng có cả. Không phải, nhưng mà biết tay phải, biết tay trái được. Đi đi, đi giống cô nào. Can you write it? Cái bút chứ. Bút để. Ờ, viết đi. Viết này. It's okay. Okay. Nào, viết lại đi cô nào. Straight line and then curved line. Đấy, cô biết thế không? Viết lại nào. Cô, đưa cô đang nói là nói gì ấy? Cô đã viết. À, cô viết ngược đấy. Thì em mới quen viết ngược rồi. Okay, ngược. One more time. Viết lại này nè, nhìn này. Okay, one more time. Okay. Oh, very good. Ông viết lại nào. Okay. Hết mực à? Hết mực sao? Okay. Đi. Now, the small or the lowercase d? Đi bé kìa. Curve line and then straight line. Đấy, biết thì cô kéo xuống. Trên kéo xuống. Từ trên kéo xuống. Ai cũng biết thế. Này. Thẳng này. Okay. Okay, very good. Okay. Okay, Bong, let's practice some words with letter D, okay? Một số từ bắt đầu bắt từ D nè. Okay. This is. Yeah, nhìn cô viết kìa. Tao có hình bút. Tao có bút. Yeah. Anh ơi, để sao có bút được? Bông là như bông ấy bằng máy tính. Lấy mẹ cái tất cho anh. Có. Dạ. Bác sĩ đọc gì bông biết không? Đọc rồi. Hả? Con chó là đọc. Viết sai rồi mà. Ui giỏi ơi. Viết tay phải con ơi, viết tay trái đâu. Ai viết chỗ. Thôi để em viết cho quen. Bố viết đi. Viết tiếp đi. Cái chữ gò được gần nhau viết xa thế. Okay. Letter G is like this ball. Okay. Okay, again, let's write dog. Okay, straight line and then curve line. Letter D, very good. And then letter O. Oh. Okay, and then Bông viết tay phải cho mẹ Bông ơi. Viết tay phải thế nào, viết lại thế nào. Trang đi ra kia để em tự ấy đi. Okay, very good. Chữ O à? And the letter O. Okay. Okay, and then letter G is like this. Letter G. Nhìn cô viết letter G. Dog. Bố cứ mà để ý cái chữ đấy, viết chữ giờ thì giờ đi thôi, như cô nè, chữ giờ đi thôi. Đây thì mình chữ giờ đi nhé. Rồi, cho xuống. Rồi.
Okay, very nice. Okay. Now let's have a practice with this word. Okay, a dog. Very good. Again, Bong, this is the capital letter D. The big letter D. And this is the lowercase D. Or the small letter D. Again, Bong, what letter is this? What is this? Câu hỏi, what is it? Đây là big D or small D? Bong, big D bé, D to, viết nào? D, rồi, yes, viết tay phải đi Bong ơi. Wow! Để viết này, này. Okay, very good. Okay, good job, Bong. Okay, very good. Now, how to write? Again, Bong, how to write letter T? First, we make straight line. Này, thẳng đấy nhá. Xong rồi chúng ta sẽ tôi mình nhịp đây. Line. Mình cách viết chưa đấy? Mình cách viết chưa? Từ từ. Mình viết theo cô như này đi. Viết theo cô nào. Lấy bút nữa nhá. Lấy bút. Rồi. Đi. Okay. Tăng 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 tăng. Okay. Now, the small letter D, we make a curve line over here and a straight line. Okay. Ok, em đi nào, cái thuật tròn trước với chữ O, chữ O, chữ cỏ trước này, chữ cỏ trước này, cỏ trước này, chữ B này, chưa? Ok, very nice. Cô mới nhìn okay. Đâu ấy. So, Paul, we will keep on practicing the letters next meeting, ok? Ok, chúng ta sẽ thực hành vào buổi tới. Thế chờ rồi. Rabbit. Rabbit. Again, Bong, what letter did we learn today? What new letter? Letter. Letter D. Okay, letter D.
So I will send your homework later, okay? Yes. Đúng rồi, yes đi. Bear. Đang đi. Yeah, okay, Bob? Yeah. Okay, so that will be it for today's discussion, Bob. See you next meeting. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.